Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Tú kính chào quý ông bà cô bác, chào toàn thể chị em. Thì tiếp tục làm chương trình chuyên dung Tam Bảo hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếp tục làm thì cũng có hai anh em. Thì ngày hôm nay làm vô khuôn Tam Bảo và Củ Quyền. Thì Đại Tú sẽ quay sơ lược qua cho cô bác mình xem ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì đây là số Tam Bảo. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì Đại Tú đã dán xong tương đối gần 60 miếng. Thì 30 miếng để hộ xuống dưới hậu giang. Còn 30 miếng thì để lại chạy chân dung và đưa lên trên ban sự một số. Còn số để đây là chạy chân dung để cho cô bác anh chị em nào chúng ta có thỉnh trần già đó thì tới đây thỉnh. Thì đây là Đại Tú sơn phơi ra lúc ngoài đó luôn nè, rồi phơi lên trên vàng bầu luôn đây. Rồi, phơi ra tới ngoài luôn nè quý vị. Đây vừa mới làm xong đem ra ngoài nắng phơi nè. Đây thì bên em phơi không hết, nó đưa qua bên mộ luôn, cô phơi bên đây nữa. Đây quý vị, để Tú phơi cho nó gáo rồi đầu mới vô khuôn ha. Đó. Rồi, đây là công đoạn vô Củ Quyền. Thì sáng giờ phần vô khuôn và cắt alu á, thì phần sáng giờ anh Bảy làm vô được, đây là vô được 35 cặp chân dung thầy, tức là 70 tấm. Rồi đây là lục tự Di Đà nè, đây dở lên như cô bác xem nè. Đó nền nền đỏ chữ vàng rất là đẹp luôn. Đây là 30 cặp sẽ đưa xuống hậu giang. Đây là chân dung thầy nữa gì, thầy dở lên cho cô bác mình xem nha. Rất là đẹp. Còn phần khuôn này sẽ vô Tam Bảo. Còn phần của tranh Củ Quyền thì hiện tại đây anh Bảy đang vô đây. Thì Củ Quyền thì cũng 30 tấm Củ Quyền. Còn dư bao nhiêu thì sẽ để lên trên ban sự. Tại vì dịp Tết này thì ta thỉnh Củ Quyền cũng còn đang thiếu, cho nên là làm số lượng hơi dư đang đưa lên ban sự, đang để vô ban sự. Đây là miếng Củ Quyền đã làm xong nè, thì Tú sẽ quay cho cô bác mình xem nha. Đây là hai dư miêu thầy. Đây quý vị, đây là miếng Củ Quyền nền già chữ vàng. Đó. Còn tấm nền đỏ chữ vàng nữa, cái này nền nền đỏ chữ trắng. Cái này là hồi năm trước nè, này là năm trước đặt nè, là chữ Củ Quyền Thất Tổ là chữ gì, chữ trắng. Mà hai câu giảng với thầy là tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa, giọng Củ Quyền sớm tối màu là chữ vàng. Đó, bông sen thì bông sen màu hồng với màu xanh. À, tấm này thì để cho anh em xếp lại. Rất là trong bóng, thẳng thốn, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Còn tấm này thì chữ trắng nè, bên tấm chữ vàng, tấm chữ trắng. À, chắc sau này sẽ chạy lại chữ trắng quá, chữ trắng nó nổi hơn nè, chữ trắng đẹp hơn. Ở đây là chữ thư pháp nè, nhìn rất đẹp. Rồi đây là tổng khu vực
làm cho Trung Tâm Bảo. Quý vị thấy nguyên bãi chiến trường trên bàn ở dưới, không còn chỗ nào trống. À, giờ hình, giờ alu, giờ gác nữa, khuôn, kiến, máy móc, thiết bị, đủ thứ hết. Đây, đây là nhôm, đây là alu nha. Alu mới mua 10 tấm nè, để xài hết mới rồi. Rồi, quay sơ lược qua cho cô bác mình xem gì nha. Rồi, quay cho cô bác mình xem chương trình làm video tâm bảo của anh chị của mấy quân đệ. Thì kính chúc mọi người có chương trình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc quý đồng đạo chúng ta luôn tu hành tinh tấn nha. Rồi, hẹn quý vị những cái chương trình sau sẽ gặp lại. Rồi, để tôi xin kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật.